Hello mọi người nha, chúc tất cả mọi người có một ngày mới an lành vui vẻ nhá. Thì hôm nay em sẽ review cho quý anh chị mình xem này, một mảnh vườn cà phê nhá quý anh chị nhá, cà phê Đông Đặc đó, cà phê. Mảnh vườn này thì có địa chỉ tại xã Đắk Nờ Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đi từ mảnh vườn này nhá, mà chúng ta di chuyển ra tới trung tâm mọi tiện ích của xã Đắk Rung là mất khoảng 4 cây, còn cách đường liên xã là khoảng 300m thôi. Đó, tổng diện tích của mảnh vườn này là 1 hecta 1, sổ đỏ chính quy của mình là 9,5 sào nha mọi người nhá. Đó, giá thì cực kỳ là mềm luôn. Đây, cà phê đây. Em quay từ trên xuống đây nhá. Đây. Đường này chạy lên đường liên xã, đường nhựa liên xã là mất khoảng 300m này. Đường đá răm như thế này, đi thoải mái nhá. Đó, của mình là ranh từ đây chạy sang bên hàng muồng kia và chạy xuống dưới suối luôn. 1 hecta 1, sổ đỏ chính quy là 9,5 sào, nguồn thu là cơ bản cà phê Đông Đặc như thế này. Đó, giá thì cực kỳ là rẻ nhá mọi người nhá. 1 hecta 1 giá 1,150 tỷ. Đó, giá rẻ, mua vào là được thu cà phê luôn này. Cà phê này thì có ít cà phê tơ và ít cà phê dài là Đông Đặc hết rồi nhá. Nó mua vào là quý anh chị đã có một mảnh vườn này, cà phê thu hoạch luôn. Giá rẻ cho quý anh chị mình đầu tư được nhá. Mua xong thu xong hết rồi bán cũng được. Mà đó, đây cà phê này. Em sẽ lội vào trong này xem. Quý anh chị quan tâm muốn mua mảnh vườn này thì alo ngay cho em nhá. Và cà phê thì chúng ta đây. Đấy. À, nói chung là cà thì giáp tán hết rồi. Đây, cà phê. Nói chung là cà phê cũng khá là ok luôn. Giá rẻ. Đây. Khá là cơ bản nhá, dàn cành khá là ok luôn mọi người nhá. Đấy, 1 hecta 1 mà giá chỉ có 1,150 tỷ. Bớt lọc, không có thương lượng. Đây, quý anh chị mình cảm thấy nó phù hợp với tài chính của mình, muốn mua một mảnh vườn để làm kinh tế thì alo ngay cho em nhá. Thế đất của mình thì bao đẹp luôn, kín rõ tuyệt đối này. Trời ơi, dàn cà này. Đó, cà này thì hái xong làm cành gọn gàng là sang năm đẹp mít luôn. 1,150 thôi, nhanh tay nhá quý anh chị nhá. Cà phê rất là to tán này này. Đấy, cà phê của mình đây. Thế đất của mình là kín rõ tuyệt đối nhá. Truyền nhẹ như thế này thôi. Đây này. Đây, cà phê mọi người nhá. Đây. Mua vào rồi, đã chuẩn bị thu rồi. Đó, khá là ok luôn ha. Giá thì cực kỳ là rẻ nhá. Đấy, cà phê đường đi xuống đây này. Rất là thuận tiện. Ngay khu dân cư luôn, đằng sau khu dân cư. Ê, trái cũng khá là ok. À, xuống dưới luôn. Cà thì còn cơ bản nhá. Giá thì mềm. Đây. Dưới này là có ít cà phê tơ đây này. Nói chung là vườn này thì chưa được chăm sóc mạnh lắm đâu, chăm sóc bình thường thôi nhá quý anh chị nhá. Đó, giá thì bao mềm luôn cho quý anh chị. Đường đi xuống này. Đây, bên này là có tiệm cà tơ đây của mình nhá. Đứng ở đây quay cho quý anh chị mình xem này. Thế đất kín gió. Hiện tại thì gia chủ chưa có phát cỏ này. Đấy, đây này. Phần ở dưới này, cá tơ đây. Đấy, của mình là tới đây. Xuống đây thì nó hơi triền xuống này. Đó, đây là đất để băng đẹp luôn. Cà phê tơ đây. Đó, phần cho chăm sóc vào nữa thì sang năm là mít. Đẹp mít luôn. Từ đây xuống dưới kia nhá, ao hồ của mình dưới này.
Đấy, đường đi xuống đây này. Dưới này thì thật thoải như thế này. Còn phần dưới này thì bằng này. Bên này là bác hàng xóm nhá, rào hết rồi. Này, xây cả tường gạch luôn này. Để đảm bảo đến 10 nhá. Đây, phía dưới này cà tơ của mình đây. Cà tơ đây, sang tới hàng bắp kia luôn. Đó, cà tơ đây này. Giờ chủ chưa có cắt cỏ, nhìn nó lôm nhôm một tí. Đó, dưới đây sẽ bằng đẹp nhá. Thế đất kín gió tuyệt đối nha quý anh chị. Cà phê tơ này. Đó. Cà phê tơ này, chăm sóc phân cho và sang năm là thu chính hết rồi này. Đấy. Là đều hết như thế này, ở dưới này nhá. Ao hồ của mình là ở dưới. Ao to luôn. Dưới này thì cà phê tơ thì không biết sao nó không có trái nha. Gia chủ không có chăm mạnh. Chỗ này là không trái. Vừa rồi chắc bỏ bê sao. Đó, đây nhá. 1 hectare, sổ đỏ chính quy là 9,5 sào, ao hồ đầy đủ, kín gió tuyệt đối ngay khu dân cư, tọa lạc tại xã Đắc Trung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Giá là 1 tỷ 150 triệu bớt lộc. Quý anh chị quan tâm muốn mua cái mảnh vườn này để cải tạo mình làm này, năm nay mình thu hoạch mùa rồi, đó, xong mình cải tạo lại thì ok luôn. Muốn mua cái mảnh vườn này thì alo ngay cho em theo số điện thoại trên màn hình nhá. Đó, cắt cỏ ra phát là đẹp ngay. Cà phê thì mình năm nay mình chăm cà phê tơ này thì nó ít trái này. Mình chăm sóc lại nhá quý anh chị nhá. Đó, kín gió tuyệt đối, rất là tiềm năng. Mà bây giờ em sẽ xuống phần ao hồ này, em quay chi tiết và em xin kết thúc video tại đây. Mọi người muốn mua mảnh vườn này thì hãy alo ngay cho em số điện thoại trên màn hình nhá. Đây là phần ao hồ của mình nhé, ao hồ to, nước tưới thì tẹt ga nhé, quý chị an tâm nhé. Đó, quý chị mình quan tâm tới mảnh vườn này thì alo cho em nhé.